Pháo cối mạnh nhất thế giới của Nga dáng đòn phá hủy kho đạn Ukraine Sputnik ngày 31 tháng 1 công bố đoạn video được mô tả là ghi lại cảnh tác chiến của pháo cối 2S4 Tiunpan. Theo đó, hệ thống cối hạng nặng của Nga đã phá hủy kho đạn của Ukraine tại một trong những khu vực được Ukraine dựng phòng tuyến kiên cố. Sau khi hỏa lực được phóng ra, kho đạn nổ tung. Sputnik cho biết đoàn tập kích của pháo cối Nga đánh trúng mục tiêu nhờ sự hỗ trợ của máy bay không người lái thuộc lữ đoàn Slavic. 2S4 Tyulpan Tulip thép bắt đầu được thiết kế từ năm 1967 bởi các kỹ sư đến từ phòng thiết kế SKB thuộc nhà máy chế tạo máy Perm. Loại vũ khí này được đưa vào biên chế trong quân đội Liên Xô từ năm 1975 và ngay lập tức trở thành một trong những loại pháo tự hành uy lực nhất không chỉ ở châu Âu mà còn trên toàn thế giới. Tổ hợp 2S4 có thể bắn ra đạn cối, kích thước 240mm, khiến nó là tổ hợp súng cối nòng lớn nhất thế giới vào thời điểm hiện tại. 2S4 có thể phóng nhiều loại hỏa lực đa dạng từ đạn nổ mạnh, đạn xuyên giáp, đạn định tầm, đạn chùm, đạn tự dẫn đường cho tới đầu đạn hạt nhân có sức công phá lên đến 2 kiloton. Nhờ quỹ đạo đạn bắn cầu vòng, cối 2S4 Tiunpan có thể phá hủy các mục tiêu bị che khuất, nằm sâu trong các tuyến phòng thủ. 2S4 có tính cơ động cao, mà có thể khai hỏa hiệu quả trong nhiều tình huống tham chiến ở các khu vực địa hình khác nhau, trong đó nổi bật là tính linh hoạt trong việc phá hủy mục tiêu ở những nơi hẻm núi, hang động, thậm chí là các pháo đài. 2S4 có tầm bắn khoảng 20 km. Theo các chuyên gia quân sự, nếu triển khai 5 tổ hợp cối này đồng loạt khai hỏa, nó có khả năng tạo ra một trận mưa hỏa lực đủ sức phá hủy nhiều tòa nhà kiên cố và xe bọc thép của đối phương. Tổ hợp này nặng 30 tấn, dài 8,5 mét, rộng 3,2 m và cao là 3,2 m. Một khẩu đội 2S4 Pan cần đến 9 người để vận hành. Một nhược điểm lớn của 2S4 là kích thước vũ khí và trọng lượng đạn lớn. Một viên đạn tiêu chuẩn nặng 130 kg khiến nó có tốc độ bắn khá chậm, chỉ đạt một viên một phút. Quân Nga thắng lớn tấn công vũ bão chiếm được các vị trí thuận lợi ở chiến trường Vuleda. Ngày 31 tháng 1, Trung tướng Igor Konashenkov, đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo với các phóng viên về diễn biến mới nhất của chiến sự Ukraine. Theo ông Konashenkov, các đơn vị của nhóm quân Vostok đã khiến quân nhân Ukraine thuộc lữ đoàn xe tăng số 1 bị hỏa hoạn. Ông Konashenkov cho biết, quân đội Nga cũng tấn công lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ 102 gần ngôi làng Uspenovka ở vùng Zaporizhia. Ông cho biết thêm, lực lượng vũ trang Ukraine đã thiệt hại tổng cộng 25 người ở các hướng Nam Donetsk và Zaporizhia. Bộ này nói thêm rằng quân đội Nga đã phá hủy hai phương tiện chiến đấu bọc thép của Ukraine, pháo D-20 và D-30, cùng một bệ pháo tự hành Gvodika ở những khu vực đó. Trong ngày qua, các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ một máy bay trực thăng Mi-8 của Ukraine, hai máy bay không người lái, bốn quả đạn phóng loạt và hai tên lửa chống radar dịch vụ báo chí của Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm. Tin cho biết, các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ một máy bay trực thăng Mi-8 của không quân Ukraine trong khu vực dân cư Novodarovka, tỉnh Zaporizhia. Ngoài ra, hai máy bay không người lái đã bị phá hủy trong khu vực dân cư Kolomichika và Kremenaya của Cộng hòa Nhân dân Lugan và bốn tên lửa của hệ thống phóng tên lửa đa năng HIMARS và Uragan đã bị phá hủy trong những ngày qua tại các khu vực khu dân cư Konstantinovka, Nikonskoye, Blagovestchenka của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Chudoliu của tỉnh Zaporizhye. Trước đó, quyền người đứng đầu DPR Denis Pusilin cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine đã cố thủ ở Vuleda và chưa nhận được lệnh rút lui. Ông cũng nói rằng quân đội Nga đã cố thủ ở phía đông của Vuleda. Trước đó, vào ngày 27 tháng 1, cố vấn của Pusilin Igor Kimakovsky nói rằng lực lượng vũ trang Ukraine bắt đầu triển khai lại các đơn vị từ Bắc Mút đến Fuleda để ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga. NATO nêu cách duy nhất đưa Nga tới bàn đàm phán chấm dứt xung đột. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói khi đang có chuyến thăm tới Hàn Quốc, Chúng tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Tổng thống Vladimir Putin và các nhà cầm quyền ở Moscow đang chuẩn bị cho hòa bình. Thay vào đó, chúng tôi thấy điều ngược lại. Chúng tôi thấy rằng họ đang chuẩn bị cho cuộc chiến dài hơn. Họ đang huy động nhiều binh lính hơn, hơn 200.000 người và có khả năng còn nhiều hơn thế. Họ đang tích cực mua vũ khí mới, mua nhiều đạn dược hơn, tăng cường sản xuất vũ khí của chính họ, nhưng cũng mua thêm vũ khí từ các quốc gia khác như Iran và Triều Tiên. Ông Stoltenberg nói thêm, trên hết không có dấu hiệu nào cho thấy tổng thống Putin đã thay đổi mục tiêu tổng thể của chiến dịch quân sự này. Đó là kiểm soát một nước láng giềng kiểm soát Ukraine. Vì vậy, chúng ta cần phải chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài. Theo ông Stoltenberg, cách duy nhất để buộc nga ngồi vào bàn đàm phán là tiếp tục trang bị vũ khí cho Ukraine. Ông cảnh báo nga sẽ không đàm phán nếu Moscow tin rằng nước này có thể giành chiến thắng trên chiến trường. Tổng thư ký NATO nhấn mạnh: Chúng tôi biết những gì xảy ra xung quanh chiếc bàn đàm phán đó là mối liên hệ chặt chẽ và hoàn toàn phụ thuộc vào tình hình trên chiến trường. Vì vậy, nếu chúng ta thực sự muốn Ukraine chiếm ưu thế như một quốc gia độc lập, có chủ quyền ở châu Âu, chúng ta cần hỗ trợ họ ngay bây giờ. Hỗ trợ quân sự ngày hôm nay sẽ giúp đạt được thỏa thuận hòa bình vào ngày mai. Ukraine nhiều lần cảnh báo trong mùa đông rằng các lực lượng của Nga sẽ chuẩn bị cho cuộc tấn công mới vào năm 2023. Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine cũng dự đoán Nga đang chuẩn bị cho một làn sóng tấn công mới vào ngày 24 tháng 2, nhân đánh dấu một năm ngày Moscow mở chiến dịch quân sự tại nước láng giềng. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hồi tháng 12 năm ngoái cũng nói rằng hỗ trợ quân sự cho Ukraine là con đường nhanh nhất dẫn đến hòa bình. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba đầu tháng này khẳng định trang bị vũ khí cho Ukraine giành chiến thắng là con đường ngắn nhất để khôi phục hòa bình và an ninh ở châu Âu. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022, phương Tây đã rót viện trợ quân sự đáng kể cho chính quyền Kiev. Trong đó Mỹ cho đến nay vẫn là nước viện trợ nhiều nhất. Ukraine nhiều lần cho biết nước này cần từ 600 đến 700 xe chiến đấu bộ binh và 300 xe tăng từ phương Tây để giúp xuyên thủng tuyến phòng thủ của Nga. Những tuần gần đây, các nước thành viên NATO trong đó có Mỹ, Anh, Đức, đồng loạt tuyên bố sẽ chuyển xe tăng, xe chiến đấu bộ binh hoặc hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại cho Ukraine. Nga cảnh báo những khí tài này không thể xoay chuyển tình hình chiến sự mà chỉ kéo dài đau khổ của người dân Ukraine. Moscow cũng tuyên bố bất cứ khí tài nào bên ngoài cung cấp cho Kiev đều sẽ trở thành mục tiêu tấn công chính đáng của pháo binh Nga. Tổng thống Croatia dội gáo nước lạnh tuyên bố Ukraine sẽ không bao giờ giành lại quyền kiểm soát Crimea. Theo Tổng thống Croatia Joran Milanovic, viện trợ quân sự sát thương ngày càng tăng của các cường quốc NATO cho Ukraine sẽ chỉ kéo dài chiến sự, gây thêm thương vong và làm tăng nguy cơ xung đột hạt nhân. Ông Milanovic nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo ở Pochinja, phía nam Zagreb. Tôi phản đối việc gửi bất kỳ loại vũ khí sát thương nào đến Ukraine. Điều này chỉ kéo dài xung đột. Mục tiêu là gì? khắc chế nước Nga, thay đổi chế độ. Ông Milanovic đưa ra bình luận của mình sau khi chính phủ Đức và Mỹ tuần trước thông báo rằng họ đã quyết định gửi xe tăng chiến đấu tới Ukraine. Moscow cảnh báo động thái này sẽ tạo ra nguy cơ leo thang căng thẳng hơn, đặc biệt nếu vũ khí phương Tây được sử dụng để tấn công các thành phố của Nga. Tuy nhiên, Washington và các đồng minh NATO cam kết tiếp tục trang bị vũ khí cho Ukraine chừng nào còn cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc xung đột. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thể sẽ giành lại tất cả các lãnh thổ đã mất, bao gồm cả Crimea, bán đảo sáp nhập với Nga từ năm 2014. Ông Milanovic lập luận rằng Crimea sẽ không bao giờ trở về với Ukraine, một điểm mà ngay cả các tướng lĩnh của Đức cũng đồng ý. Tổng thống Croatia nói, cũng giống như Kosovo và Serbia, Crimea sẽ không bao giờ trở về với Ukraine. Tổng thống Croatia Zoran Milanovic khẳng định, không ai có thể đánh bại một siêu cường hạt nhân như Nga chỉ bằng các phương tiện quân sự thông thường. Đài phát thanh và truyền hình Croatia dẫn lời ông Milanovic nói tại cuộc họp báo. Kể cả khi phương Tây giành chiến thắng, Moscow vẫn còn đến 6.000 đầu đạn hạt nhân. Tình hình lúc đó sẽ cực kỳ gay gò. Tổng thống Croatia nhấn mạnh, đây là một thực tế nguy hiểm và ông đã nói về điều đó từ một năm nay, nhưng không hề có gì thay đổi. Tổng thống Mỹ cự tuyệt mong muốn của Ukraine về máy bay chiến đấu Tổng thống Joe Biden hôm 31 tháng 1 khẳng định Mỹ sẽ không cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Kyiv trước đó đã bày tỏ hy vọng có được các máy bay chiến đấu như F-16 sau khi Mỹ đề cập đến việc chấp thuận chuyển giao xe tăng chiến đấu M-1 Abrams. Yuri Sak, cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine phát biểu đầy tự tin với CNBC tuần trước. Chúng tôi sẽ mua F-16. Cũng trong tuần trước, các quan chức Mỹ cũng tỏ ra cởi mở với khả năng này. Cụ thể, phó cố vấn an ninh quốc gia của Nhà trắng, John Finner, nói với MSNBC rằng Mỹ sẽ thảo luận về ý tưởng cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine một cách rất cẩn trọng với Kiev và các đồng minh. John Kirby, điều phối viên truyền thông chiến lược tại Hội đồng An ninh Quốc gia, nói với báo giới rằng không có gì bất ngờ khi Ukraine yêu cầu máy bay chiến đấu và Mỹ đang thảo luận tích cực về phía Ukraine về vấn đề này. Nhưng Mỹ cũng có tiền lệ đảo ngược các quyết định cung cấp vũ khí cho Ukraine như xe tăng Abrams và hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot khi cuối cùng lại cung cấp chúng cho Kiev. Tuần trước, Tổng thống Biden đã tuyên bố Mỹ sẽ gửi 31 xe tăng chiến đấu tối tân M1 Abrams tới Ukraine. Động thái này diễn ra sau khi Đức cho biết họ sẽ cung cấp 14 xe tăng Leopard 2 của nước này cho Ukraine. Kiev đã vận động hành lang mạnh mẽ để Mỹ, Đức và các nước khác cung cấp xe tăng mà Ukraine cho rằng sẽ rất quan trọng đối với một cuộc phản công mùa xuân sắp tới. Ước tính sẽ mất vài tháng để xe tăng do Mỹ sản xuất đến được Kiev. Ông Biden cho biết quyết định dựa trên nỗ lực và cam kết của các quốc gia trên thế giới, dẫn đầu là Mỹ, để giúp Ukraine bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình. Trong khi phía Nga đã nhiều lần cảnh báo việc các nước phương Tây bơm vũ khí vào Ukraine là đang trực tiếp hoặc gián tiếp tham chiến, sẽ phải chịu trách nhiệm về việc xung đột kéo dài. Điện Kremlin tức giận chỉ trích cựu Thủ tướng Anh Johnson nói dối việc đe dọa tấn công tên lửa. Mới đây khi được hỏi về phản ứng của Nga liên quan tới phát biểu gần đây của cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố với giới truyền thông. Những gì ông Johnson nói là không đúng sự thật. Nói một cách chính xác hơn, đó là một lời nói dối. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với đài BBC của anh, cựu thủ tướng Johnson tiết lộ, tổng thống Nga Vladimir Putin đã đe dọa ông bằng cách ám chỉ rằng tên lửa của Nga chỉ cần một vài phút để đánh trúng lãnh thổ Anh. Theo ông Johnson, cuộc điện đàm với tổng thống Putin diễn ra trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Người phát ngôn điện Kremlin xác nhận Ông không biết về nội dung của cuộc trò chuyện giữa tổng thống Putin và cựu thủ tướng Johnson. Tuy nhiên, ông Peskov quả quyết rằng không có lời đe dọa nào được đưa ra trong cuộc trò chuyện này. Thay vào đó, ông Putin chỉ đề cập với ông Johnson về nguy cơ mất an ninh của Nga khi Ukraine gia nhập NATO. Ông Peskov nói cho rằng nội dung của đoạn trao đổi đã bị hiểu nhầm. Đề cập đến những thách thức an ninh của Liên bang Nga, tổng thống Putin cho rằng nếu Ukraine gia nhập NATO khả năng các quốc gia thành viên NATO hoặc Mỹ chuyển tên lửa đến sát biên giới Nga, đồng nghĩa với việc những tên lửa này có thể bay đến Moscow chỉ trong một vài phút. Ông Boris Johnson hồi tháng 7 năm ngoái đã tuyên bố từ chức lãnh đạo đảng bảo thủ cầm quyền và vị trí thủ tướng Anh sau khi đối mặt với áp lực lớn từ chính giới chức nước này do một số bê bối lớn. Trên cương vị người đứng đầu chính phủ Anh, Ông Johnson đã để lại dấu ấn trên trường quốc tế vì những nỗ lực nhằm hỗ trợ chính quyền Ukraine trước chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Anh tiết lộ thời điểm bàn giao xe tăng hạng nặng cho Ukraine Phát biểu trước Quốc hội ngày 31 tháng 1 về thời gian bàn giao xe tăng cho Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết, khoảng trước mùa hè tháng 5 hoặc trước lễ phục sinh, Chủ nhật phục sinh theo cơ đốc giáo năm nay rơi vào ngày 9 tháng 4. Điều này có nghĩa là xe tăng của Anh nhiều khả năng sẽ đến Ukraine sau xe tăng Leopard 2 của Đức. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức cam kết quân đội Ukraine sẽ được tăng cường sức mạnh bằng xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 chậm nhất vào cuối tháng 3. Ngoài ra, ông Wallace nói, ông không thể cung cấp thêm thông tin liên quan đến thời gian huấn luyện vận hành cho binh sĩ Ukraine. Tuy nhiên, Đại sứ Ukraine tại Anh Vadim Pristako tuần trước cho biết quá trình này sẽ không mất nhiều thời gian. Anh thông báo sẽ cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 cho Ukraine gần 2 tuần trước khi Đức đồng ý viện trợ Kiev 14 xe tăng Leopard 2 và cho phép đồng minh tái xuất xe bọc thép do Berlin sản xuất. Berlin hôm 26 tháng 1 thông báo những xe tăng này sẽ được bàn giao cho Ukraine vào cuối tháng 3 hoặc là đầu tháng 4. Trong khi đó, 31 xe tăng M1 Abrams mà Mỹ cam kết viện trợ có thể đến muộn hơn nữa. Một số ý kiến cho rằng quyết định bất ngờ này của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ nhằm tạo vỏ bọc cho Thủ tướng Đức Olaf Scholz đồng ý chuyển giao xe tăng cho Ukraine sau nhiều lần trần trừ, do dự. Berlin tuyên bố sẽ chỉ viện trợ xe tăng cho Kiev khi Mỹ đồng ý giao M1 Abrams cho đồng minh Ukraine. Tuy nhiên, Washington giải thích, lâu nay họ vẫn phản đối cung cấp khí tài hạng nặng này cho Kiev bởi việc vận hành và bảo trì những chiếc xe tăng của Mỹ. Với sự đồng thuận của Mỹ, Đức và các đồng minh phương Tây, hiện nay Ukraine tin rằng trong vòng 3 tháng tới, họ có thể tiếp nhận tới 100 xe tăng chiến đấu. Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Menik ngày hôm qua cho biết, Kiev hiện tập trung vào Leopard 2 bởi loại xe tăng này chiếm chủ yếu trong hơn 300 xe tăng mà phương Tây cam kết. Nhà ngoại giao Ukraine nói, Leopard 2 có thể được vận chuyển nhanh chóng từ Ba Lan, từ Đức và một số quốc gia khác. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ có ít nhất 100 xe tăng. Điều này hoàn toàn có thể với khoảng thời gian 3 tháng tới. Mặt khác, ông cũng nhấn mạnh, Kiev sẽ cần thêm những lô viện trợ mới trong năm sau và năm sau nữa. Kiev kỳ vọng lực lượng thiết giáp mới do phương Tây bổ sung sẽ giúp họ ngăn chặn kế hoạch tấn công của Nga và thực hiện những đợt phản công. Tuy vậy, Moscow cho rằng, vũ khí của nước ngoài, kể cả xe tăng chiến đấu hạng nặng, cũng không thể xoay đổi cục diện xung đột. Nga cảnh báo những xe tăng này sẽ bị thiêu rụi ở Ukraine. Nga cung cấp thêm bằng chứng về phòng thí nghiệm sinh học của Mỹ ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 31 tháng 1 đã đưa ra thêm bằng chứng cho thấy các phòng thí nghiệm do Mỹ tài trợ đang hoạt động ở Ukraine. Các tài liệu và manh mối mà quân đội Nga thu được cho thấy các công ty dược phẩm phương Tây hoạt động trên lãnh thổ do Kiev kiểm soát đã tiến hành nghiên cứu HIVS đối với quân nhân Ukraina. Chỉ huy lực lượng phòng thủ hạt nhân, sinh học và hóa học của Nga, Trung tướng Igor Kirillov đã trình bày các tài liệu bằng tiếng Ukraina đề cập đến các nghiên cứu về lây nhiễm HIV được tiến hành từ năm 2019. Danh sách các nhóm mục tiêu cho thấy quân nhân, tù nhân, người nghiện ma túy và các bệnh nhân khác nằm trong nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao. Theo ông Kirillov, quân đội Nga đã thu được hơn 20.000 tài liệu và manh mối khác liên quan đến các chương trình sinh học ở Ukraine, đồng thời thẩm vấn các nhân chứng và những người tham gia. Dựa trên các tài liệu có nguồn gốc từ Cơ quan Giảm thiểu Mối Đe dọa Quốc phòng DTRA của Lầu Năm Góc, quân đội Nga đã xác định thêm 8 cá nhân tham gia vào nghiên cứu do Mỹ tài trợ ở Ukraine. Trong số những cái tên mà ông Kirillov nêu ra có Karen Sellers của Leperin Global Health, trước đây thuộc Metabiota, một công ty có liên hệ với Hunter Biden, con trai của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Các tài liệu mới nhất thuộc về công ty FarmBioTest được tìm thấy ở Lysitskhan thuộc Cộng hòa Nhân dân Lugan LPR vào đầu tháng 1 năm 2023. Trung tướng Kirillov cho biết thêm, các mẫu bệnh phẩm và hồ sơ bệnh nhân cùng dữ liệu cá nhân của họ đã bị trôn vùi, không được đốt hoặc tiêu hủy theo cách phù hợp. Điều này cho thấy rằng tiêu hủy bằng chứng đã được thực hiện một cách cực kỳ vội vàng. Tháng 10 năm 2022, Nga đã đệ đơn khiếu nại chính thức về các hoạt động sinh học được cho là do Mỹ hậu thuẫn ở Ukraine và yêu cầu Liên Hợp Quốc điều tra vấn đề này. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bác bỏ đề xuất của Moscow sau khi Mỹ, Anh và Pháp bỏ phiếu phủ quyết. Ông Kirillov nhấn mạnh, sự phản đối của Mỹ một lần nữa xác nhận rằng Washington có điều gì đó che giấu và việc đảm bảo tính minh bạch của nghiên cứu sinh học là đi ngược lại lợi ích của Washington. Ông Kirillov nhắc đến sự tham gia của Mỹ đã đề cập trước đó vào các nghiên cứu về virus corona, bao gồm cả việc tài trợ cho EcoHealth Alliance, tổ chức phi lợi nhuận đã ký hợp đồng với phòng thí nghiệm ở Vũ Hán của Trung Quốc. Ông Kirillov cũng đề cập đến đợt bùng phát sốt thung lũng Rip năm 1977 ở Ai Cập, gần một phòng thí nghiệm sinh học do Hải quân Mỹ điều hành. Căn bệnh trước đây chỉ được biết đến ở phía nam sa mạc Sahara đã bất ngờ xuất hiện ở Caro vài tháng sau khi các nhân viên phòng thí nghiệm được tiêm vaccine phòng bệnh. Hơn nữa, chủng Caro có khả năng gây bệnh cao so với các triệu chứng giống như bệnh cúm thông thường của căn bệnh này, cho thấy có sự tham gia của các thí nghiệm tăng chức năng.